Reng reng reng, ta hôm nay đem xích lô được thằng bạn Tuấn. Tinh tinh tinh, hai năm nay trong cửa lao nó ra. Vô vô vô, giang giang ra, nay nó vừa ra cao. Đi ra lao, ai không ngờ, ôi chắc anh ta buồn. Đời mình cánh chim xô lòng, nhìn lại cửa giam lao tù. Đồng thời quyết tâm quay đầu, ly khai luôn kiếp xưa đời hư. Kìa bóng ai như là ngục đầu bước ra chân trời, mặt nhìn kiếm ai chờ đón ta, vô ga kéo anh ta buồn. Vô 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 Tuấn ơi, Tuấn ơi, tao đón mày nè Tuấn ơi. Tuấn Tuấn lên 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 xe đi, lên xe. Ông lỗi khóc mẹ gì nín đi mày ơi. Mày đã từng nói với tao là bất cứ chuyện gì làm con trai thì đừng bao giờ khóc. Này tao quá cảm động. Những giây phút tao buồn bã cần an ủi nhất thì tao chỉ có mày. Tao ứa nước mắt vì thấy mình đỡ khổ đó chứ. Cái tâm lý của người có ăn học thì tao không hiểu hết, nên tao không dám nói rằng mày có xạo không. Còn mấy người bạn, mấy người tình giang hồ đã từng chích máu ăn thề của mày, tụi nó có biết bữa nay mày ra tù không? Chắc có biết rồi, tụi nó cũng không muốn biết làm gì. Ôi đồ hèn, vậy mà cũng bày đặt chích máu ăn thề nữa. Tụi tao chích quyết ăn thề, nhưng tao thề khác. Nó thì thề khác, mày nói nghe kỳ. Tụi nó thề khác thế nào? Tụi nó với tao thề khác với nhau. Tao hỏi mày thề nguyện khác làm sao vậy? Mày có ý gì đây tao chẳng hiểu đâu. Tao thề sống chết với bạn bè, còn tụi nó thề trong bụng khác hơn tao, nghĩa là hai bạn mới y lời thề. Tao hiểu rồi, mày đừng cay đắng nữa. Ăn thua thì con người có thẳng có suy, thế nha bạn bè tốt thì mình chơi, còn xấu xa hai bạn rút lui là vừa. Út à, vậy ra tù kỳ này tao cũng tính như vậy đó. Mày tính sao? Nhưng tao không biết thằng Sang hoàng đế nó có dạ tâm âm mưu gì hại tao nữa không. Ôi sẽ kệ mẹ đó, có tao nè, mày đừng có sợ. Kỳ này mày về, tính về nhà thăm hai bác hay là mày ở đâu? Không, tao hư hỏng quá, tao không muốn gặp mặt ba má tao nữa. Vậy mày tính ở đâu? Tao chưa biết, tính kiếm nhà thằng bạn thân nào đó ở đỡ. Thì bây giờ mày về ở với tao, khỏi cần kiếm chi mất công. Nhà tao, tao ở với một ông chú. Ổng với tao tuy chú cháu, nhưng chẳng khác là cha con. Nên với em trên thuần, không có ai làng chàng, có xa lạ gì đâu. Mày cứ ở với tao, tao cảm ơn lòng tốt mày ngỏ ý giúp tao. Ông bà xưa không cần ở bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tao phải làm gì đây, trước để có miếng ăn. Đầu tiên là tao giúp, để mày chia đạp xích lô. Sáng tao chiều mày dây, lo lây ngắn nuôi dài. Bước đầu thì dây đi, còn mọi việc tính sau. Tuấn, mày đừng có ngần ngừ suy tính gì nữa. Tuấn à, tao với mày là bạn bè nối khố mà. Đừng có nghĩ gì hết, bạn bè là phải chết sống với nhau mà. Lên xe đi, tao chở mày về nhà, đi. Ta xuống xe đi về, mình nghèo xét cơm vừa muối. Mặc dù ai có sang giàu, cơm ta ăn nói no mặt tình tình. Lỗi à, dừng xe lại. Trời ơi, kệ người ta. Tuấn, mày làm cái gì vậy Tuấn? Trời ơi, chưa nói hết nó giọt. Đó chết tụi mày, cướp nè. Rồi, giọt hết rồi. Tuấn ơi là Tuấn, tánh nào tật nấy không bỏ. Mày mới ra tù mà thấy cái chuyện bất bình vẫn không chịu tha. Thôi con có sao không? Dứt xe nè, đánh cho mày sặc máu mày luôn nè ha. Giải hết rồi. Trời ơi, ngu quá. Sao nãy mình không bắt nó giải lên công an? Thiệt cô à, quá ngu. Nó định giật xe cô hả? Dạ, giật xe chưa có được. Em mới mất sợi dây chuyền à. Cũng may là được gặp các anh á, chứ không á thì... Nếu không thì tụi nó giật luôn xe. Còn giật luôn tới cái nhà gì. Tôi thành thật cảm ơn. Trong rối vẫn còn có gì đâu mà con nghe cảm ơn. Là
làm trai gặp chuyện bất bình thì phải ra tay giải nguy nàng cho người thân yêu thế cô. Cũng may nhờ tôi thắng kịp xe để cho thằng Tuấn phóng kịp mà thời. Thôi mà cô à, sức khỏe cô thế nào rồi? Dạ. Cô có về nhà một mình được không hả cô? Cái thằng ăn nói vô gian, dĩ nhiên cổ phải về rồi. Lúc nãy chú có ép tôi đến hết hồn, tôi té xuống mà tôi không có sao đâu. Tuấn mày sóc cổ lên xích lô để nghe tao đạp đưa cổ về xe, cổ mày lấy chạy theo kè. Dạ, vậy em không dám làm phiền các anh nữa. À, chắc là con lại nghĩ tụi tôi lợi dụng để giải nguy, âm mưu giật dọc chiếc xe. Chuyện ấy cô đừng lo. Dạ, em đâu có ý nói vậy đâu. Cô không có ý nói vậy nhưng cô có ý nghĩ vậy phải không? Dạ. Cô đừng có cãi nữa. Mặc dù cuộc đời này cũng có nhiều kẻ mượn danh nghĩa này nọ để lường gạt cướp giật nhau, nhưng cũng có kẻ thẳng thắn giúp người mà không vụ lợi chứ cô. Đã là cuộc đời thì phải có người xấu kẻ tốt chứ. Theo tôi thì người tốt và kẻ xấu ngang nhau đó cô. Cô thấy sao? Dạ. Anh nói người xấu kẻ tốt ngang nhau à? Vậy tôi hỏi anh nè, tôi với anh ai tốt ai xấu? Tao tốt mày cũng tốt luôn. Vậy thì đâu có ngang nhau. Mày đừng nghĩ mày có học mày lấy lý luận mày chặn họng tao. Tất nhiên là người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu rồi. Phải không? Hai anh vui quá à. Hồi nãy giờ em chưa biết tên hai anh. Em tên là Đào. Tôi tên là Tuấn. Còn anh này tên là Út. Tao tên Út Lũi, mày nói quịch tẹt ra cho rồi. Tao không có ngán cái tên xấu đâu. Mà ai nói xấu cho tao thấy đẹp. Cái đẹp của nó chính là kỷ niệm của thời còn đi học. Hồi nhỏ học tao thường lủi bụi nên bạn bè mới đặt cái tên Út Lũi cho tới bây giờ. Thật thà thẳng ruột chứng tỏ anh dám sống thật lòng mình. Cô đừng có khen. Tôi nhớ hồi nhỏ thầy tôi dạy cái câu tôi biết là tôi nói tôi biết, tôi không biết là tôi nói tôi không biết. Đó cũng là tôi biết. Câu đó áp dụng cho tôi như gì? Tôi tốt, tôi nói tôi tốt, đó là tôi tốt. Tôi xấu, tôi nói tôi xấu, cũng là tôi tốt. Phải không? Tôi xấu và tôi nói tôi xấu rồi chứ tôi không nói tôi tốt được. Còn cái là tôi tốt thì tôi nói tôi tốt. Anh Út nói chuyện vui quá hà. Hồi nãy giờ anh Út nói anh Tuấn có học. Vậy mà anh Tuấn học ngành nào vậy? Tôi học ở... nó ở đậu nhà tôi, nó học bên ngành âm nhạc. Hả? Trời ơi, cái nhạc hả? Em thích lắm á nha. Anh Tuấn ơi, anh dạy cho em đi. Nầu gì nữa, cô học thì mày phải dạy chứ, không có được từ chối nha. Mà nhưng không có nhưng mà cái gì nữa hết trơn. Ê, thắng lại nó ơi, mới nhà em rồi. Cho em xuống đây đi. Dạ, cảm ơn hai anh. Anh Tuấn ơi, anh nhớ dạy em học nhạc rồi nha. Dạ, xin chào hai anh. Yên chí, tôi nhận lời rồi. Cô cứ yên tâm đi, tôi biểu nó không có dám cãi đâu. Nó cãi tôi bẻ giò nó. Chào. Chào. Trời ơi, Út Lũi, mày hại tao rồi. Nhà của mình thì nhà tao với chú Năm đó. Trời ơi, sao mày hại tao quá vậy? Tao không có đàn mà dạy nhạc cái nỗi gì. Đừng có lo, để tao lo. Tao đi mượn cho mày một cái đàn cũ mày dạy nhạc, ok? Ok. Tình yêu từ đâu
mà tình yêu dồi da chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm nay hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn ước có phải là mong ước dễ sao? Cách ta mặc nhau rồi mai đây trăng ta soi bóng ngó quay lại còn ai. Đào ơi em hãy nắng lại phim giấy dường sao với cung đàn đừng lội nhịp tân nhịp nhạc quán ta ru hồn theo tiếng bơm nhẹ nhàng bàn tay em buông dài trên từng phím thì trong hơi thở âm thanh qua mọi ngón tay phải lặng lòng lặng nghe từng cung bậc để tiếng nhạc ngân lên theo nhịp đập tưng bừng. Ta lại rồi mà làm cho má em hồng mặt anh cũng đỏ nè em thấy không. Xin lỗi nha. Làm thơ tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình làm dần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim ràng nhớ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chớ thêm u hoài. Cô ơi, chính em mới là người có lỗi gì là con gái thương. Dòng tuổi thanh xuân lòng chốn hồn nhiên chợt bàng hoàng xúc động. Anh đã tận tình chỉ dạy em lại chờ giấc mình em. Nó có về.
xin đỉnh chánh, tôi không phải mới về đâu. Tôi về từ lúc mà hai người nói gì mà nói gì? Tự nhiên với không tự nhiên gì đó. Hai người đừng có bày đặt xin lỗi qua xin lỗi lại nữa. Điều chính yếu là hai bên coi ai là người ngẩn ngơ thì người ngơ ngẩn ráng mà chịu đau khổ. Còn nếu cả hai đều ngơ ngẩn thì đừng ngại gì nữa. Ali húp tới luôn mất tài. Ngốc, anh đừng có giỡn vậy, đào mất cỡ kìa. Không có đâu. À, anh Tuấn ơi, hôm nay em muốn tặng cho anh cái này nè. Em tặng gì tặng em? Cô Đào. Dạ. Đã tặng cho nó trái tim rồi còn tính tặng gì nữa vậy? Quỷ anh à, chọc quá à. Em để trong kẹt cửa. Kìa, hai anh coi đi. Thôi, bây giờ em về nha. Đào, Đào khoan về hả em? Thôi đừng níu kéo nữa, lại kẹt cửa mở ra coi nàng tặng mày cái gì kìa. Để coi tặng gì nha. À, một cây đàn mới cáo cạnh. Hôm qua em tới nhà anh, ra về mới nhớ bỏ quên cây đàn trong kẹt cửa. Út tuổi à, tao thấy là phải như vậy đó, để lâu không được đâu à. Chú Năm, bữa nay cũng nạp cũng khá, gặp được khách sọp được 70-80 ngàn là chú cất đi. Tao không muốn lấy tiền của mày nữa mày. Sao vậy chú Năm? Mỗi chú nghi con giếm hả? Con đạp xích lô không có giếm đâu, con thề á. Không có là không có mà. Nến mày, nhà mình ba đứa nghèo thì có nghèo, nhưng không có thằng nào đê tiện hết. Tao không có giận, không có nghi gì mày hết đâu. Đúng là tụi tao không có nghi mày gì hết á, nhưng mà có giận. Giận gì? Nên tao với chú Năm tính đuổi mày đó. Đuổi tôi? Ừ. Mày nỡ đuổi tao sao? Út Lụi, chú Năm, con có làm gì cho chú buồn không chú? Sao không mày? Để tao cho mày khỏi thắc mắc và oán hận. Hãy nghe tao kể tội mày ra, coi mày có oan ức gì không. Tội gì? Thì mày cứ nói đi, tao nghe nè. Từ ngày mày về ở chung tao với chú Năm, tuổi tao bắt trong lo lắng. Lại nghe chăm sóc ngày ngày đêm, nhà thêm chất chội đông vui hơi hao. Tao tự biết tao là gánh nặng, để mày với chú phải bận tâm. Im, mày phải nghe không quyền cãi lại. Vì tao và chú Năm chưa nghe ai hỏi, mày chỉ biết tuân theo không được ý kiến gì. Sao mình ép tao vậy? Mày coi mặt nó coi, nó buồn muốn khóc nè. Đừng dòng do đặt thẳng vấn đề với thằng này, chú cứ để cho tôi. Út Lũi, chú Năm ơi, nào con có tội tình gì? Từ ngày con được ra tù, con tưởng như mình đã được tình thân. Đừng khóc Tuấn ơi, đừng buồn Tuấn ơi. Mày phải biết tội mày rất lớn, từ bấy lâu nay mày sống không đúng cho. Bộ gió học trò mà đạp xích lô coi có khác gì người ta bắt ngựa dắt đi. Úc à, mày đừng nói câu phân chia giai cấp mà dùng về. Trong xã hội người nào đứng vào vị trí đó, mày không có quyền nổi loạn sống khác, hiểu chưa? Nghĩa là tao với chú Năm bàn tính xong xuôi, phải đuổi không cho mày đạp xích lô nữa. Cuộc đời mày từ nay phải còn lo cho con cho vợ. Tao với chú Năm đạp xích lô thay thế cho mày. Nghĩa là mày với chú Năm đuổi không cho tao đạp xích lô, chứ không phải đuổi tao phải không? Trời ơi, vậy là tao ăn báo cô thôi hả? Đâu ở không được mày, không có ai có quyền làm biếng hết á. Mày phải làm chuyện khác. Tao làm chuyện gì? Thì làm chuyện hợp với khả năng mày, hợp với vị trí của mày. Hợp với tao? Nhưng mà mày nói gì tao không có hiểu. Tuấn à, tao và thằng Út không đành lòng để cho mày vùi dập tương lai. Mày là người có học và gia thế thì chẳng thua ai, mà phải té xuống bùn nhớ, đây chỉ là một giai đoạn.
một giai đoạn, một bước lỡ lầm đủ cho mày suy ngẫm. Cứ tự hành hạ mình rồi ân hận mãi không mất. Nghĩa là mày phải chọn cho mình con đường sống. Để vươn lên phải học lại hoặc học nghề gì thích hợp. Mày phải tìm chỗ đứng trong xã hội mới giúp được cho mình và giúp cho cuộc sống nhiều hơn. Con cảm ơn chú và thằng Út Lũi, nhưng chuyện học hành của con lỡ vợ. Mày lo tiền phải không? Để tao chú Năm lo. Tụi tao có vô hai chân hội, bây giờ chú Năm đóng một chân, tao đóng một chân để lo tiền cho mày đi học, được chưa? Cha người ta rồi. Chú Năm, Út ơi, công ơn đùm bọc chưa mãi mãi đền đáp. Giờ hai người phải chịu nhịn ăn nhịn mặc thì lòng nào có thể an tâm. Hãy
sao anh từ chối được bao giờ. Bằng chân tâm tình yêu, tình bạn anh còn ngại gì mà từ chối lòng em. Hoan hô hoan hô, trong cuộc sống hôm nay còn đẹp bằng những tấm lòng yêu thương tuyệt đối chân thành. Bây giờ em bắt bước anh đốt lũi cánh anh à. Chú y lệnh tuân hành mà không được quyền thắc mắc. Anh đốt với chú năm sau này là người ngoại cuộc. Còn em dân con thừa hướng dung thành quả của thiên. Dùng trời mơ ước đó có em. Dùng trời mơ ước đó có anh. Nhớ nhau trong đêm bơ vơ. Vừa đọc sách vừa lặt rau vậy cậu hai Tuấn tài tử. Tài tử đây có nghĩa là tài mà tử vô tù đó nha. Thiệp Vân, cô còn tới đây làm gì nữa? Ủa, sao kỳ vậy? Tôi vẫn có đầy đủ quyền tự do đi lại. Tôi muốn đi tới đâu cũng được mà sao lại cấm tôi? Tôi không có quyền cấm cô đi đâu. Nhưng tôi có quyền cấm cô vô nhà của tôi, biết chưa? Nè, nói cho anh biết, nếu là nhà anh thì anh có quyền cấm không cho tôi vô nhà. Anh Tuấn à, những hiểu biết khôn ngoan về cuộc đời ngày nay, anh có phần nào đó là do công lao của tôi đã dẫn dắt cho anh, mặc dù cái giá một năm tù đối với anh cho là quá đắt. Nhưng tôi thấy nó giả đáng gì trong tỷ lệ đời người sống tới trăm năm. Một năm ở nhà giam để anh học trò đời, mạnh được yếu thua, lẽ đời là như vậy. Người con sinh ra để cho kẻ dạy nuôi mình, anh đã buông ra tôi thấy rõ nhất là ái tình. Tình yêu bây giờ anh chứng tỏ rất đáng khen. Cô câm đi, đừng nói với tôi những lời mỉa mai đê tiện. Cho tới giờ đây tôi nói thẳng vào mặt cô là tôi vẫn sống và yêu bằng tất cả trái tim mình. Dù tôi đã một lần bị cô ép dạy học khôn. Mỗi con người ở trong cuộc sống, từ nhỏ lớn lên cho đến lúc lên người, đều sống bằng những ép buộc của tha nhân. Từ bé bị mẹ cha ép buộc phải ăn học nên, lớn lên bao nhiêu nhu cầu khách quan của xã hội, ép buộc ta phải sống chân thật hoặc gian tà. Mỗi con người mỗi khi bước ra cuộc đời, phải học thật nhiều bài học khá đau. Tôi tha thiết gian cô, đừng đau màu di gian lá lầm xưa. Khi tôi muốn vùi cho quá khứ ngủ làng quên, để bắt đầu dựng lại tương lai. Là đàn ông anh muốn đổi thay chỉ cần nghị lực. Phụ nữ như tôi lỡ bước có quay đầu, đoạn trường như bước qua cầu. Sau hạn một năm anh bắt đầu nắm mới tương lai, còn tôi phải sống sao đây? Có phụ nhận lương tâm và thiếu đạo làm người, tôi gieo gặt lấy hoa trời. Bây giờ nếu có còn nhân đạo thì xin hãy để tôi yên. Anh Tuấn ơi, được biết anh đã cố cạo rửa vết nhơ xưa, dùng nửa sáng mới hôm nay để sáng phát tương lai. Thật lòng tôi cũng mừng cho anh và mong anh đã thành tâm nguyện. Nhưng dù sao anh cũng nên nhớ xưa kia, mình cũng có từng thề nguyện đồng cam sống khổ. Sao lại nỡ quên nhau chối từ gặp gỡ cố nhân chia, với một yêu cầu được cùng anh bàn luận sao cùng. Để giờ
cô. Dù chính giận mười hờn, nhưng từ khi biết cách xa, anh cũng nên chạnh lòng nhớ tưởng cố nhân đang già. Ai trốn được mắt to, đừng quên tình nghĩa cũ mà nhớ chi nhau để còn lưu giữ chút dư tình. Cô muốn nói gì mà tôi không hiểu được? Thiệt anh không hiểu, hay anh làm bộ không hiểu? Để qua mặt tôi, và sang gần đây cũng không nhu mùi. Hành động lớn nhỏ nào của anh cũng không giấu được chúng tôi đâu. Tôi trốn tránh chỉ ước mong thoát khỏi đời dạy ngu lầm lạc. Từng ngày tôi phải đổ mồ hôi tạo lấy chén cơm ngon. Kiếm cớ trách tôi để tránh né sự thật. Anh diễn lớp tuồng chậm hiểu này ngây quá. Để tôi nói quệt bẹt ra cho rồi. Anh và cô Đào yêu nhau lắm phải không? Đó là gì của tôi? Cô không cần biết làm gì. Cần lắm chứ. Nói luôn cho anh biết, là hiện có hai ba nơi giàu có, mà người Việt Kiều cũng có nữa, đang muốn cầu hôn với nàng. Nhưng mà nàng lại yêu anh, một kẻ trắng tay, một tên lưu manh nhảy ra làm hiệp sĩ. Cô có im không? Dĩ nhiên là tôi sẽ im lặng, nếu như anh tỏ ra biết điều. Biết điều? Bây giờ cô muốn gì? Một thôi. Một. Nhưng một cây chứ không phải một triệu đâu. Giá đó quá mềm so với cái gia tài của cô ta sắp hưởng. Được, cô về đi, tôi suy nghĩ lại đã. Không có suy nghĩ gì cả. Tôi kỳ hẹn cho anh một tuần lễ, ngày giờ này tuần sau tôi sẽ đến đây để lấy. Nếu không thì hậu quả ra sao anh cũng biết rồi đó. Không ai đi gả con cho một thằng lưu manh vô gia cư không nghề nghiệp với thành tích mới ra tù. Tôi bảo cô im gì rời khỏi nơi này. Có gì mà nóng giận vậy? Sự thật là như vậy đó. Tôi cần phải nói trước cho anh rõ thôi. Chào nhé. Một tuần sau tôi trở lại nghe ông thầy dạy nhạc. Nhớ mỗi lần em về thăm mẹ, đến quê hương qua một con đò. Nước sông tiền mênh mang con sóng bần, giữa nghiêng rũ bóng bên sông. Má em hồng lòng thêm ngây ngất. Cứ mỗi lần con về quê mẹ, toàn xa xa nghiêng những cánh thân diều. Tiếng ai buồn rũ con khuya sớm, nhịp cầu tre qua lối thân thương. Bóng mai về đẹp nét quê. Lòng mẹ bao la như biển Tây Bình dạt dào. Thôi, Út lũi, đừng có hát nữa lũi ơi. Tại cái giọng của mày nó khàn khàn đứt hơi, khó chịu quá, đừng có ca nữa. Thôi, gần lại đi, ghé quán kim nước uống đi. Tao thấy mày cũng mệt dữ rồi Út à. Dạ thở vậy chứ đâu có mệt. Út lũi à, dạ. Cả buổi trời cháu đạp xích lô chở hai dì cháu.
hai chị bắt đi lung tung ngoài đường. Vậy mà sao không thấy thằng Tuấn đâu vậy cháu? Dạ thì tại bị con không biết nó ở đâu. Ủa vậy sao thằng Út mày nó biết rõ là thằng Tuấn nó bình yên? Dạ bình yên. Không có sao? Dạ thì thằng Tuấn nó không có sao đâu. Chắc chắn là bác với chú Chính cứ tin đi, không sao đâu. Mà sao cháu biết chắc là nó không có sao? Dạ thì con có gặp nó rồi. Mày gặp nó rồi sao không biết nó ở đâu? Dạ tại vì nó không cho nói. Ý mà không phải nó không chịu nói, nó chỉ nói là nó hiện vẫn còn đi học và đang lo thi lấy bằng kỹ sư gì đó con đâu biết, nên chở bác tới mấy trường đại học tìm. Hồi sáng giờ hỏi tâm sáu bảy trường qua không ai biết nó hết trơn rồi. Út bà thấy cháu có điều gì giấu bác ấy không, nên cả buổi trời chở bác lang thang. Cả năm mai tính nó đã vắng mặt, lòng mẹ bác sống sao chẳng nhớ thương. Vì bác nhớ thương nên chẳng đành lòng, phải đáp vòng vòng kiếm nó cho bác vui. Tôi nói chị nghe, chị cứ đòi hoài, dẫn chị đi tìm nó chị mới nghe. Ờ, thì tại chị nắm ruột con chị mới làm cho em cực khổ vậy đó. Không phải em sợ cực đâu, chị đừng có nói vậy. Vì thấy chị là mẹ thương con vậy, em làm sao dằn lòng được. Chứ dù cực cả trăm lần đó, em cũng chẳng nể đâu chị à. Tại em xót được của chị đó thôi mà. Út Lụi. Dạ. Trời, mày làm cái gì vậy? Tự nhiên mày giật mình chứ lại. Lũi ơi, dạ. Tao nghi quá mày. Đừng nghi cậu Chính ơi, bác Hai ơi. Bác cũng biết con với thằng Tuấn đã từng là bạn từ thuở nhỏ, thì cháu xem bác như cha mẹ lẽ nào con giấu chi. Thầy không nói bậy để làm bác lo, thằng Tuấn hôm nay ăn học đàng hoàng, bác chớ có lo hao tổn tinh thần. Rồi bác mới yên tâm, mai mốt con vẫn cho chứ bữa nay không được. Tại sao không được mày phải nói cho tao nghe? Thì tại kiếm không ra chứ còn tại sao. Mai mốt gặp nó rồi con đây hỏi rõ, con sẽ điện liền bác sẽ lên thăm. Bác hỏi hoài con đây phải ráng nghe vậy, chớ thiệt tình con sợ nó chửi thục sình. Mày nói vậy thằng Tuấn đâu có vậy, tại nhà có lần con hỏi xong nó chẳng về quê thăm mẹ cha mong đợi. Nó liền nói con nó không muốn mẹ cha lo lắng buồn rầu, chừng nó nên danh nó mới báo nghe tin mừng. Út Lũi ơi, dạ ơi, dù nó bận học hành chẳng rảnh rang về thăm cha mẹ, thì ít ra nó phải biết mẹ nó đang nóng lòng mong đợi. Nó chỉ bao tin cho mẹ nó lên thăm là cũng đủ vui rồi. Chắc nó sợ bác tôn tiền xe. Có lỗi đây thì hai tao mòn mỏi nhớ thương, nên không có thể dằn lòng, mặc dù bến chỉ mới thuyên đòi chú dắt lên tận Sài Gòn để tìm cho được thằng Tuấn chỉ thăm.
trời đó dân bật tâm, tao thấy chị khóc mấy lần, mày thấy mà không xót thương sao. Tôi thấy những biết phải làm gì khi nghe thằng Tuấn dặn, nói dặn cháu sao, cháu ơi đừng giấu bác làm gì. Thiệt tình con có giấu gì đâu, cháu không hiểu sao tấm lòng người mẹ cứ thương con và mong săn sóc nó suốt đời. Bác chỉ sợ khi bác lìa đời, không gặp con bác buồn biết bao nhiêu. Bác ơi, con từng sống như con cháu bác nên con rất hiểu lòng bác thương thằng Tuấn dục cao như non cao trời rong. Và con cũng hiểu lòng thằng Tuấn đau đớn thương nhớ mẹ như biển rộng sông đầy. Đứng giữa trời biển này đây, con mới khó khăn giúp cho con mẹ xúm dày. Con hình dung mẹ chiều hôm tựa cửa, cứ mong ngóng con mình lưng lạc hình dốc khéo hôn. Rồi con nhìn nỗi khổ của một đứa con, đêm tóc rối gục ôm đầu thầm nức nở. Bác đâu biết tại sao nó chọn nỗi đau thương nhớ, còn hơn để nghe xót xa nhói và lúc xum dày. Út Lũi, như vậy là thằng Tuấn nó có gì nguy hiểm và xấu xa phải không? Trời ơi, chắc là vậy rồi, đừng giấu bác. Cậu ơi, đừng giấu bác nữa cháu ơi. Thằng Tuấn nó đang sống thế nào, bị đe dọa hay là sống nhớ? Không có đâu bác, cậu chính này nói làm bác mệt thấy không. Mà chỉ không có chịu nghe. Thôi để em đưa chị đi về, dù có gì cũng tiện khi ở quê hương. Bác hai ơi và cậu chính ơi, thôi để con đưa bác đi bác sĩ, để bác khỏe rồi mình mới về quê được. Kéo lỡ không ai trên đường về nhà xứ, bác có điều chi là ân hận cả hai bên. Chị hai, chị tin sao, nên đi bác sĩ hai phải quay về. Thôi, tôi đã khỏe nhiều rồi, mình về với cậu. Cháu ơi, nếu gặp thằng Tuấn nhắn giùm mẹ nó đang nhớ thương con. Dạ được rồi, bác hai hãy cứ an tâm, lần sau gặp lại nhất định con sẽ cho bác gặp. Con phải nói rõ sự tình cho thằng Tuấn biết, đừng để con đau khổ vì đành thất hứa với bạn mình. Xứ lạ yêu bông dừa thần lý tre xanh, hương cao có ngát mây đình, hầu ở tiếng ngát đậm tình ca dao. Cứ mỗi lần con về thăm mẹ, gió phương xa ru hồn ấm kéo đưa ai đó qua sông, sao thấy lòng một chút bâng khuâng.
đắng, bao mật đắng tình người. Người cho ta một tình yêu rất là như huyền thoại một thoáng bay xa. Mơ và thật ôi chuyện tình riêng ta. Anh Tuấn, ủa, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Không, anh đang suy tư ngơ ngẩn tình đời. Gì nữa đây ông tướng? Sao anh cứ buồn hoài à? Có chuyện mới buồn chứ. Nghe anh hỏi nè, chiều hôm qua có phải có khách Việt Kiều đến nhà em ăn cơm coi mắt em phải không? Ủa sao anh biết? Có người nói đó. Em đến đây định nói với anh về chuyện đó đó. Không phải họ đến coi mắt em, họ còn hỏi cưới em nữa. Cưới em? Dạ. Rồi em nghĩ sao? Nghĩ sao cái gì? Như chiếc ghế trong rạp hát đã có người mua rồi thì họ mua giá khác thôi. Nói thì nói vậy nhưng họ là Việt Kiều, còn anh là Việt Kiều thì sao? Anh không phải là con người hay sao? Anh đừng có lôi thôi, đã yêu anh em quyết chẳng hai lòng. Anh nghĩ tình chúng mình giữa chắc chắn, hẳn nên cần tìm hiểu có thời gian. Ý anh muốn nói mình yêu dội vàng lắm phải không? Em chưa hiểu rõ ràng thân thế của cuộc đời anh. Anh nghe rằng gây ân hận cho em. Em bất cần và thấy anh giàu có hay sang hèn, và cho dù thân thế anh phải có ra sao cũng không làm cho em thấy và đối lòng. Em chỉ cần yêu anh và còn xa hội gia đình thành kiện giai cấp trùng trùng không dễ dàng vượt qua. Anh à, sao hôm nay anh quá bi quan, hay anh đang u uất chuyện gì mà không tiện tỏ bày? Xin cứ nói em nghe. Đào ơi, anh sống và luôn bị mặc cảm dại dò. Anh cần cho em biết rõ ràng anh là tên nghèo đói. Anh đâu cần phải nói, em đã biết rõ khi đã yêu anh. Nhưng mà hiện tại của anh là người tay trắng chẳng tương lai. Anh Tuấn ơi, không có ai khi được cha mẹ sinh ra là đã cầm sẵn trên tay tiền vàng hay sự nghiệp. Tất cả đều do tình thương và nỗ lực mà xây dựng. Bản chất của anh em nhìn thấy được là tình yêu và nghị lực đủ để cho anh tin em với một tương lai hứa hẹn sau này. Đâu cần giàu sang mới là hạnh phúc, miễn tình hai ta luôn yêu nhau thật giả thật lòng. Đào à, anh muốn nói cho em rõ một điều. Không còn điều nào cần nói giữa tình yêu chúng ta nữa hết á. Tình yêu đến niềm hạnh phúc ơi tuyệt vời, dù chiều ngàn giao chớ trong trăm lần cay đắng. Sau đơn côi tình buồn khác sâu trong hồn, còn đời chẳng hề nguôi thu thu đau buồn không dứt.
đến đời anh như bình minh rực rỡ nắng tươi hồng. Em đã cứu cho một cuộc sống sắp suy tàn. Trước mắt anh mặc dù anh luôn dùng vậy, giữa nguyệt sâu tôi chẳng có tương lai. Những em hiện đến như hương lạ trong đời, tim sức sống mạnh liệt cho một ngày mai tươi sáng. Em là tất cả đừng để anh vương quang bắt mất, để lại cho đời anh trong bóng tôi mịt mờ. Anh hãy yên lòng đừng bận tâm lo sợ, em quyết cùng anh đi đến cuối trời hạnh phúc. Dù biển cả non nghiêng, dù mai đây vinh quang hay nhục, em vẫn nguyện một đời gắn chặt tình anh. Sao tin chưa ông xã tương lai của em? Tin rồi. Anh nè, sao mấy lần trước á anh vững vàng và tin tưởng lắm, sao lần này anh kỳ lạ quá vậy? Tại vì ý mà thôi. Sao? Anh phải đi mua chú Năm một xì rượu cho chú uống. Bữa nay anh có nấu nồi canh chua lương ngon lắm đó. Ngon lắm hả? Em ở lại ăn với anh ha. Hai đứa mình ở lại ăn ha. Đừng thì chói nha. Được thôi, ngồi à. Đây coi nhà giùm anh. Anh đi à? Anh đi chứ về lẹ lẹ nha. Anh về lẹ. Dạ chào chị. Dạ mời chị ngồi chơi. Chú Năm với anh Nút Lũi không có ở nhà, anh Tuấn hứa gì đi khỏi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Chị muốn nói chuyện với tôi. Chị là ai? Rồi cô sẽ biết mà. Gì mà nóng vậy? Vậy bây giờ chị muốn gì ở tôi? Tôi phải về quê sanh nở. Khi trở lên tôi mới vừa được nghe nói lại. Hả? Thì ra chị đây là vợ chính thức của anh Tuấn à? Tôi không hiểu tờ chính thức cô dùng muốn xác nhận điều chi. Nhưng tôi tạm có một số hình ảnh cho cô xem để xác nhận lời tôi không quá đáng. Vậy bây giờ chị muốn gì ở tôi? Tôi muốn bàn với cô một cuộc trao đổi thôi. Ý là sao? Tôi sẽ im lặng, không khó dễ gì việc chồng tôi gian díu với cô. Ngược lại, tôi còn để cho hai người tiếp tục yêu nhau. Tôi sẽ rút lui một cách âm thầm, coi như tôi và cô chưa hề quen biết. Và câu chuyện hôm nay không có xảy ra. Đó mới chỉ là đề nghị của chị đưa ra. Chị muốn là một hành động để được kỳ sinh, chị cứ nói ra. Tôi muốn cô bù đắp cho hai cây vàng. Tôi xin tặng luôn sắc hình này cho buổi gặp hôm nay. Thì ra tôi đang nói chuyện bán mùa, việc nợ duyên với một khách hàng. Mà hiện tại chỉ là người đi bán duyên phận với đời mình với giá hai cây. Không biết rằng chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Với giá vừa rồi em có thiệt cho chị lắm không? Bán đời mình chỉ đổi lấy ít vậy hay sao? Còn tôi có may mắn không chứ mua một tấm chồng? Với giá quá lời tôi cũng đai rất lương tâm. Tôi đi một lát, tôi trở lại gặp Tuấn. Ờ kìa Đào, cháu đến chơi hả? Thằng Tuấn đâu? Dạ, anh Tuấn biểu con coi nhà, để ảnh đi mua chai rượu về để chú nhậu canh chua lương á. Cái thằng thôi, cháu ngồi chơi đi, để chú vô rửa mặt. Còn canh chua lương nó nấu sao đây? Chú Năm về rồi hai em. Kìa, sao có mặt chua ủ vậy? Giận anh à? Em giận anh á. Em giận anh luôn đó. Sao lại giận anh? Mà giận cái chuyện gì vậy hả? Cô Thi Dân mới vừa tới đây nè, gặp mặt em và đặt điều kiện với em nữa đó. Thi Dân tới đây gặp em à? Cô ta nói rằng trước kia cô ta là vợ của anh, phải không anh? Phải. Nhưng cô ta trước kia là vợ ngày vợ bữa. Mà ngày xưa vào đời ngây thơ, bị cô ta gài bẫy yêu đương, rồi hại anh ở tù mới ra. Đúng, anh là thằng tù mới ra nè. Anh nói hết rồi đó, em chịu chưa? Tại sao anh lại giấu em? Chào à. Dạ. Khi người ta sợ mất một cái gì thiết thân nhất trên đời, khi nói ra sự thật thì em nghĩ sự giấu giếm ấy có đáng tha thứ không em? Tùy em suy nghĩ, anh định thu xếp xong anh mới nói. Cây muốn lặng mà gió cứ rung cây, thì dù tới ta cũng đành
xấu xa, không thể nào xứng đáng tình em. Anh sợ mất em rồi nên đành câm đến để riêng đau. Khi đã yêu anh là em đã bất chấp mọi lỗi lầm, quá khứ anh chôn đi để lo hiện tại. Từ chối danh lợi bạc tiền anh không hiểu ý em sao. Đào ơi, anh xin lỗi, em cứ quán trách anh đi, anh cúi đầu nhận chịu hết quyết định của em, tùy em muốn sao thì anh chịu vậy. Xin có lời chia buồn cho mối tình đầu tan dở của cô Đào. Hả? Thiên Vân, cô còn đến đây làm gì? Giữa tôi và cô còn gì nữa? Đối với anh là hết, nhưng với tôi thì còn. Còn cái gì? Tôi đã bị cô hại, từ bỏ gia đình, tù đài thân tàn tạ. Cuộc đời của tôi đã bị cô giẫm nát rồi, chưa vừa ý hay sao? Xin lỗi, em về. Khoan, cô Đào, cô nên ở lại đây dự kiến cuộc chia tay của chúng tôi để giữ lợi chứ. Xin lỗi cô, tôi yêu anh Tuấn không hề lợi dụng, kẻ có chồng đem đi bán mới hưởng lợi chứ. Nhưng rủi cho cô, cô đem chồng gả bán cho tôi và tôi không mua thì tôi còn ở đây làm gì nữa. Xin chào. Đó, anh có nghe người ta nói không? Thì Dân, cô lại có thể bị ổi đem tôi gả bán cho Đào được sao? Dơ quá là dơ. Tôi đòi vốn lại thôi, cô mất mát đã nhiều rồi, món nào tôi chẳng xài nữa đâu, tôi đem bán cho sao? Lấy lại vốn ban đầu tôi đầu tư cực nhọc, tôi bỏ có kẻ xài. Ít ra tôi cũng phải biết con kiếm chút ít mà thôi. Cô nói quá nhẫn tâm, người xưa đã từng nghe cô nói lời mật ngọt, nay thì cô lại xem tôi như đồ vật được sao? Cuộc đời là trò đổi giá bán buôn, danh còn nước thì còn dắt lấy nước chua, trái danh khô kiệt quẳng đi cho được miệng. Và bây giờ tôi còn chút nước chưa khô nên cô dắt cái tiệc quăng cho người ta lượm. Anh phải biết, dù cho đó là vật bỏ xó đi không dùng tới, nhưng biết có kẻ muốn giành mua thì tuổi đem bán gỡ gạt kiếm thêm chút vốn. Cha mẹ sanh tôi ra dưỡng nuôi cho tôi có một hình dốc với một sắc hương quyến rũ, là để dành cho tôi chút hành trang làm vốn liếng để mà đem ra mua bán với con tình, hoặc chút lòng thương hại, tôi bằng lòng đem bán rẻ cùng như anh. Khốn nạn, cô đã bán cả đời tôi sơ sát tan tành mà chưa đủ sao? Bây giờ định rao bán nữa chứ? Bán tập hai hả? Anh cũng nên mừng cái thân ra tù có giá, tôi phải làm thế gì tôi vẫn cứ trắng tay. Thôi được, cô đã nói vậy thì tôi không thể cứng lòng cứng dạ được. Để buổi chia tay này còn được chút gì êm đẹp, ngày mai cô hãy đến nhà chính ba tay, tôi sẽ giao vàng cho cô đòi. Xin tiệc giao thì đừng hỏi thêm gì nữa, nghe chưa? Sao không giao tại đây mà phải lại nhà chính ba tay chứ? Tới đó mượn mới có, bây giờ không có. Vào ở đây út lũi và năm vui thấy được là cô khó mà yên, cô hiểu chưa? Bây giờ tôi đi vay mượn nợ đây. Chào cô. Kìa, thế nào? Cô để tôi ngồi đợi ngoài xe lâu vậy? Tôi thấy thằng đó nó vừa đi mà. Sao cô còn ở đây? Vàng đâu? Chưa có. Chưa có à? Chưa có hay là không có? Hắn hẹn ngày mai gì còn phải đi vay kẻ khác á. Cô tin hắn à? Hay là tình cảm giữa cô với nó đã sống lại, nên cô mới dễ tin để hắn xa chạy cao bay. Với liên hệ hiện nay hắn không phải là nghèo, tôi nghĩ cần gì đâu nó vay mượn người ta số ít ỏi mà cô xin. Tôi tin rằng anh ta không để tiền để nuốt lời à. Vừa mới gặp cố nhân, cô động lòng nhân đạo rồi sao? Đây nè, ai dạy cô? Hay là thằng Tuấn dạy cô ăn nói cầu cao chứ? Không, chính thật là anh ấy đã dạy tôi. Cô dạy cô cái gì? Cô đừng có trở giọng với tôi nha. Anh
dạy tôi liên tâm tán tận, sống đầy ân hận. Bây giờ cô lại chứng muốn sao đây hả? Muốn sao cũng được, chết là hết chuyện. Hả? Bây giờ mày muốn chết lắm phải không? Được. Con dao Thái Lan này nó cười, và nó sẽ sẵn sàng giúp cho mày. Giúp cho mày đi. Vô. Rắn lít chuột bỏ heo bò. Vô tránh vô. Ôi trời ơi. Gãy giò tao mày. Trời đất ơi, bộ mày đuôi sao mà nhẹ. Ông nội mày đứng đây mà mày đâm sầm vô, mày cũng chết lắm. Ngu sao muốn kỳ vậy. Loài rắn rết á, nó không làm lợi gì cho cuộc đời này mà nó còn muốn sống. Nếu cần phải chết á, tôi nghĩ những kẻ sống bám vào người khác mới nên chết đi cho nó rộng đường rộng xá, để cho xích lô tôi dễ đi tới đi lui. Cái thằng khốn nạn. Mày chạy xích lô mày đụng vô tao, mà mày còn lý sự nữa hả mày? Mày muốn gì hả mày? Ông ngạc nhiên lắm hả? Tôi xin trân trọng giới thiệu cho ông biết, tôi tên là Út Lỗi, thường trú nhà này, nên tôi muốn lỗi bất cứ nơi nào, vì là nhà tôi muốn lỗi đâu cũng quyền của tôi. Ông là ai lãng quảng coi chừng bỏ mạng, vì xích lô của tôi có đóng bảo kê. Lũi đâu mày, lũi sao mày lũi ông nội mày? Chắc là mày chết sống nên mới dám đụng vào. Mày có biết tao là ai không mà dám dẫn chơi? Sang hoàng đế là tao mày. Thì ra ông là sang ở đợ sống nhờ của vợ, đẹp đẽ chi đâu mà lớn tiếng ông khoe. Vậy là mày chán sống rồi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hết tuổi nấu cơm. Ốc, mày chỉ cho tao gốc cây nào đặng tao thử cái rượu này coi con. Ông là ai vậy? Câu đó để tôi hỏi cậu thì đúng hơn. Còn tôi là năm vui, nhưng tôi không vui lắm khi có kẻ bái dơ từ đâu vào nhà tôi gây sự mà. Chú Năm, cháu cũng muốn giỡn với anh Út đây cho vui thôi vậy mà. À vậy à, Út. Bộ mày hết người mày lũi hay sao mà mày lũi vô mấy cái tên vô lại này? Đem xe đi rửa đi mày. Còn các người sẽ chưa đi, còn đứng đây làm gì? Đi chỗ khác, tôi trẻ củi à. Bóp. Để cháu đi, dạ thưa chú Năm cháu đi. Tôi làm gì có cháu làm hoàng đế. Tôi là loại phản thần mà nên thấy vua tôi ghét lắm. Tôi nhớ là tôi thí chúa hết rồi mà. Sao còn sót hai cái thằng nào đây không biết. Nó là vị hoàng đế cuối cùng đó chú Năm ơi. Vậy à, để tao làm luôn cho nó sạch nha. Sao cũng lỡ mà biết thí chúa rồi. Đừng chú Năm ơi, đừng chú Năm. Cháu là sang đi đâu cũng hai hoàng đông nách chai đế, cho nên là anh em họ gọi đùa là sang hoàng đế, chứ không có phải hoàng đế là vua đâu chú Năm ơi. Thi Dân, sao cô còn chưa về? Chạy nhanh lên đi. Hoàng đế mà sợ xích lô. Xích lô rồi mày sẽ biết tay tao nghe mày. Mày hâm ai mày? Mày hâm ai? Em nói nó mà chú Năm đâu dám nói thì chú Năm đâu. Bye bye. Chú Năm thấy không, hoàng đế gì mà nhát như thỏ đế. Tôi có giỏi ăn hiếp đàn bà con nít không? Út Lỗi ơi, Út Lỗi, mày có nhà không Út Lỗi? Ai gọi mày kìa? Ai vậy cả? Ô, cậu Chính, cậu lên hồi nào vậy? Dạ chào bác, dạ mời vào nhà. Dạ đây là chú Năm của cháu. Còn đây là ông bà cả song thân của thằng Tuấn và cậu Chính của nó. Dạ xin phép chào cụ và ông anh. Mời hai cụ ngồi. Cha nhà thiếu thốn quá, xin hai cụ đừng chấp nha. Dạ xin ông anh đừng bận tâm làm gì. Vợ chồng tôi còn phải mang ơn của ông anh nhiều, chưa biết lấy gì đền đáp đó. Dạ xin hai cụ đừng nói đến chuyện ân nghĩa làm gì. Chẳng qua cũng là con người với nhau thôi, huống chi chúng ta cùng chung xứ sở mà. Lấy nước uống còn. Thôi ông anh ơi, chớ có nước nấu gì. Ông anh cũng biết là anh chị hai tôi lặn lội lên đây để cần gặp thằng Tuấn, bây giờ còn hơn là cơm nước nữa. Tôi được biết ông đã đùm bọc cho nó bấy lâu nay. Ở đây tôi không muốn nói cái chuyện nghĩa ân, nhưng ông anh cũng nên hiểu cho tất cả chúng tôi rất lấy làm cảm kích. Dạ chỉ có vậy thôi à. Dạ, thưa ông anh. Dạ xin phép cứ gọi tôi là thằng Năm được rồi. Thôi được. Chú Năm, chú Năm ơi, người xưa có câu, một ngày quảng dưỡng ân sánh như là phái tàu. Tôi hôm nay đến đây là để xin phép chú dùm cho cánh già ta nêu, chú cho thằng Tuấn một vài lời khuyên để nói về với chúng
và bớt hoành hiu. Ôm của chú Năm bấy lâu nay đùm bọc, nên ngày nay tôi mới có cảnh này, xin báo đáp tâm thành tình. Xin chị yên lòng giao túng chuyện này, đã biết đâu là nẻo thẳng đường ngay. Cô tâm làm lại cuộc đời rồi mới dám quay về, để quỳ dưới chân cha mẹ chuộc lại lỗi lầm trước đây. Chú Năm ơi, lòng cha mẹ thương con không có nuôi sống nào sắm được. Nay dù nó có ra thân tàn phế nhưng nó chưa mất hết lương tri, thì chúng tôi vẫn yêu thương nó như ngày xưa nó vừa mở mắt ra đời. Một đôi lần lầm lỗi, dù con trẻ thế nào thì cũng là con mẹ mà thôi. Cũng chi nay nó đã biết ăn năn cải hối, thì tình mẹ bao la vẫn chờ đợi tính con về. Anh Năm à, chẳng hay thằng Tuấn nó còn ở đây không anh? Dạ, nó vẫn ở đây với chú cháu tôi chứ đi đâu. Nè, cháu chạy đi coi thằng Tuấn nó đi đâu, gọi nó về đây mau. À nè nè, khoan nói gì với nó hết nghe Út. Dạ cháu biết rồi, xin phép bye bác ngồi chơi. Dạ. Này chú à, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm, ở đây chú có biết ông thầy Tuấn gì đó không chú? Hả? Nè, tôi hỏi chú có nghe không mà tại sao không trả lời? Có làm gì á? Làm gì nhìn tôi dữ hả? Dạ dạ biết, nhưng chẳng hay bà sao với ông thầy Tuấn vậy? Sao mặt tôi? Chú biết thì chỉ dùm không thì thôi, đừng có tò mò cái chuyện người ta. Dạ xin lỗi bà, tôi hỏi vậy là vì thằng Tuấn nó là em của tôi, nó ở nhà này, mà bà là ai mà chúng tôi chưa lần nào gặp mặt. Tôi làm gì mà phải gặp mặt mấy chú chứ. Dạ xin lỗi bà chị. Thôi tôi đi rồi chú ơi. Chẳng hay bà chị tìm thằng Tuấn nhà tôi có việc gì không? Nó hiện đi vắng, tôi là chú của nó đây, còn đây là thân sinh và cậu út của thằng Tuấn đây. Tôi định gặp ông thầy Tuấn gì đó thôi, chứ hơi đâu mà gặp cha mẹ cậu chú gì cho nó mệt. Dạ xin lỗi bà chị. Vậy chẳng hay bà chị là ai, tìm nó có việc gì xin cho biết, để nó về tôi nói. Thôi lại. Khỏi đi, thầy ấy có về nhờ mấy người nói lại giùm, đừng có thấy nhà tôi giàu có đơn chiếc rồi định nhảy vô ăn của. Nè tôi còn mấy thằng con bên Mỹ nữa đó, nếu không nghe lời tôi khuyên á thì đừng có trách tại sao tôi ác độc, nghe chưa? Ghê quá. Thì xin lỗi bà chị nha, nãy giờ bà chị vào nhà của chúng tôi mà chưa cho biết mình là ai, quan hệ cháu tôi như thế nào, sao chưa chứ bà chị dỗi nặng lời kết tội vậy chứ? Tôi không muốn quen biết với mấy người, chỉ cần mấy người nói lại với thầy Tuấn đó vậy thôi, kẻo sau này đừng có trách sao mà tôi không nói trước, nghe chưa? Được rồi. Dạ thưa bà chị, chẳng hay bà chị giàu cỡ nào ở đất Sài Gòn này mà bà chị có vẻ lớn lối như vậy. Tôi không biết. Chứ tôi biết ở đất này đã có nhiều người may mắn kiếm được chút đỉnh tiền, rồi tưởng đâu mình nó là giàu nhất thiên hạ, nên ăn nói chẳng coi ra gì. Chứ thật ra nhiều khi họ chỉ có cái vỏ bên ngoài để lòe thiên hạ thôi à. Tôi thấy cái kiểu này nhiều lắm. Thôi đi, vô lý không cho mấy người đàn ông. Ủa sao nói mấy người đàn ông không vậy? Lĩnh. Thành ra lĩnh tôi nữa. Muốn hát chỉ gì mà nói gần nói xa. Nè nha, tôi có lời nói trước để mà cảnh cáo con của mấy người hay, kẻo sau này chuốc quả vào thân. Đừng nghĩ vọng vào gia tài sự nghiệp rồi dụ dỗ con gái của tôi. Xin lỗi, chẳng hay gia tài của bà chị được mấy đồng mà bà chị lớn lối, chứ còn con tôi chẳng kém thua gì. Thế tại sao còn đi dụ dỗ con gái người, trong khi mình đã có vợ con rồi? Xin lỗi bà chị, con của
giờ giả lại tôi cũng có lắm của dư tiền để lại cho con mình chứ cần gì đi đào mỏ người ta. Thưa bà chị, nãy giờ chúng tôi chưa được biết bà chị là ai. Khi biết tôi là mẹ của nó thì bà chị lại mắng xối xả vào mặt, nào là gạt gẫm đào mỏ. Tôi nghĩ chắc đây cũng làm sự hiểu lầm nào đó. Chứ thằng Tuấn con tôi thì là thằng thầy dỗm dụ dỗ dạy nhạc cho cô gái tôi. Nếu không có ý đào mỏ thì là gì, trong khi mình đã có vợ con rồi. Bà chị, tôi xin nhắc lại cho bà chị một lần nữa, là con của tôi chưa cưới vợ cho nó một lần nào cả. Trời ơi, cho tôi nói với hai người dành nói cho cái trời này, tôi làm thanh hoài vậy nè. Tôi cho bà chị biết, còn cái việc dạy nhạc cái con của bà chị chưa chắc hẳn là nó có ý đào mỏ đâu, chưa chi sao lại kết tội người ta vậy. Mà chắc gì cái mỏ của bà chị bằng phân nửa cái cạp vàng mà ông nội thằng Tuấn nó để lại cho nó đâu. À thì đó, bà chị đây là mẹ của cháu Đào. Đò đò, thấy không, không còn chối cãi nữa phải không? Chứng tỏ là con Đào nhà tôi đã bị dụ dỗ đến đây. Thật ra là cháu Đào có đến đây là để học đàn của cháu Tuấn, chứ không ai dụ dỗ cả. Còn chúng nó có tình cảm hay không thì tôi không được biết. Mà nếu có đi nữa thì không có gì sai trái. Trai đơn gái chiếc thì tụi nó có quyền. Thôi đi, tôi không hơi sức đâu, để mất thời giờ. Gây người không biết lễ nghi, con tôi vậy đâu cho không vui. Chẳng sao thể từ hôm nay các người chấp nhất là hơn. Bởi con tôi như ngọc như vàng, có vậy thì tôi lại giá không cho một đằng áo trắng tay chân. Nếu quá con tôi có ý định cùng con bà thành hôn, thì dù cho vàng xe tay gấm dấp trước thềm qua, tôi đây cũng thừa sức mà lo. Nhưng chắc vì con người ta xứng đáng cho mình trai chiêu rất quà. Tình đâu hay người xui gia, sao nỡ đi năng lần gia kéo sau này mất vui thì sao. Còn lâu, ai đi làm xui gia với mấy người chứ. Bà chị, mình làm cha mẹ mà, lẽ đâu để hẹp hòi với con cái của mình như vậy sao bà chị. Nè, tôi cho mấy người biết nha, thà tôi giết nó chết chứ nhất định không bao giờ bằng lòng cho nó làm vợ cái quân cướp giật. Ê, mà lại làm vợ bé nữa. Tôi cấm bà vậy, tôi cấm bà không được quyền nói xấu con của tôi. Con của tôi á, tôi chưa hề trầu cao đi cưới hỏi vợ cho nó bao giờ. Phải rồi, vậy mà khi không có cháu nội rồi có dâu đầy đàn mới là sướng. Thôi, trời ơi, tôi xin hai người đừng cãi giả lời qua tiếng lại nữa, cũng chỉ làm mất thể diện của nhau thôi à. Chờ cái thằng Tuấn nó về đây rồi mọi việc sẽ rõ ngay. Chú Lâm ơi, thằng Tuấn nó sao? Con của tôi đâu? Gì hai, chị bình tĩnh lại. Cái thằng Tuấn nó có chuyện gì? Nó mau đi, lẹ đi. Thằng Tuấn nó bị bọn thằng Sang chặn đường đâm nó bị thương rồi. Trời ơi, con của tôi, Tuấn ơi, bây giờ nó ở đâu rồi? Người ta đưa nó vô bệnh viện rồi, để cháu lấy xe đưa bác đi vô đó. Đó, thấy chưa? Ở đời mà muốn hại người thì người hại mà thôi à, ác lai ác báo mà. Nam mô A Di Đà Phật. Chị câm miệng lại đi, chị đừng dùng, chị đừng dỗ thấy người ta hoạn nạn mà chị cười. Ở đời này mà có ai dám dỗ ngược là mình tu nhân tích đức đâu chị. Trời ơi, bỏ qua đi, lo cho thằng Tuấn coi nặng nhẹ ra sao rồi tính mà. Hỏi coi, cũng biết nó theo ông bà rồi. À, vậy là vụ này có bà nhúng tay vào nữa phải không? Vậy, tôi không có biết cái vụ này à nha, đừng có kéo tôi vô cái vụ đó à nha. Kéo hay không để khi tôi gặp thằng Tuấn rồi, chị có biết hay không cũng không chối được. Tôi nói thiệt với chị, thằng Tuấn con tôi nó có về gì thì bà chị cũng không yên với tôi đâu. Bộ chị chỉ biết, con chị là ngọc là vàng, còn con của tôi là rơm là rác hay là sao? Bây giờ có đi hay không là ở đó ăn thua với bà già cái miệng kìa, cái miệng mà mở miệng ra là có cái hơi tiền à? Rồi sao? Đi chứ sao? Bà Phúc ơi, bà Phúc. Cô là ai vậy? Bà không cần biết tôi là ai, tôi lại nhà bà thấy không ai nhiều lắm, gặp chị biết chị nói gì kiếm bà muốn chết vậy đó. Hả? Ai chết? Cô Đào, con gái bà uống thuốc độc tự vẫn chết, có thơ tuyệt mạng nữa, bà về mà coi. Trời đất ơi, con gái tôi tự vẫn. Trời ơi, sao tự vẫn, tại sao lại đi báo công an? Trời ơi, cảm ơn cô nha, cô phải về cô con gái tôi sao mới được. Trời ơi, con ơi là con ơi. Đào ơi, hãy tin anh đã quyết tâm vùi chôn quá khứ xấu xa tội lỗi để làm lại cuộc đời mà. Đào ơi, anh yêu em, dẫu như em
giận hờn hay phụ bạc anh. Anh vẫn yêu em mãi mãi mãi. Anh đừng đi mà. Em vẫn tin và yêu anh mà. Đời cho ta bao lần nhớ, bao lần hỡ hẹn. Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ, thương đời mình nhiều nỗi xót xa. Gót son mềm người đã đi qua, người xa ta mòn mỏi, ta mòn mỏi đợi chờ. Người yêu ta để hồn ta dứt dở, mới một lần chưa biết thương ai. Thương một lần mơ một vòng tay ôn. Đàn đây sao? Đàn, anh có mơ không? Không. Anh Tuấn. Lòng anh nguồn sinh lực vô cùng vô tận em đã. Một tình yêu chân thật tuy đơn sơ em đềm dàng gì, nhưng quá thanh cao đã giúp cho anh được thêm sức mạnh để anh vượt qua muôn ngàn nguy hiểm. Thì đào ở em không màng chi quyền cao lộc cả, mà một gia cùng anh buồn vui san sẻ. Tình yêu ban đầu anh gửi về em, dù sẽ muôn đời ta vẫn rời xa. Tay nắm bàn tay ta nói chuyện anh trời ơi. Kìa má, thưa cậu Chính, mày còn nhận tao là cậu Chính nữa mày nữa sao? Má mày với tao kiếm mày là mòn là 18 đôi dép rồi mà không gặp. Mày cố ý trốn mẹ mày và cậu mày nữa sao? Con có nỗi khổ riêng của con mà cậu. Mày có nỗi khổ riêng thì chỉ hay má mày cũng có bổn phận làm cha mẹ. Cũng có nỗi khổ tâm riêng, chỉ có mình áo ngoài cuộc nên đi mòn hết 18 đôi dép cao su. Tao biết ai cũng có nỗi khổ của mình, nên tao phải hy sinh làm bổn phận kim mồi, để mong cho gia đình mẹ con đoàn tụ, để tao đòi lại 18 đôi dép của tao. Đi riết rồi mấy con mẹ ở Bắc Mỹ Thuận biết tao hết trời, hay thấy tao miễn cười bác mua quà bánh gì không. Cái từ hôm nay nhiệm vụ đã xong, vợ như chồng mẹ con vui vẻ. Tao về lắc dò có mấy mẫu quýt của tao. Cậu ơi, cậu ở lại chơi rồi cùng về một lượt, hay cậu nhớ bà rồi cậu đòi về gấp dây. Thấy vậy đó chứ không phải vậy. Có cậu phụ với tôi đưa thằng Tuấn chạy chứa thuốc thang. Đừng có làm bậy nếu đem nói về là nó chết luôn. Cậu nói chi mà tôi không hiểu rõ đuôi đầu. Chỉ không thấy gì sao mà đòi chở nó đem về. Ủa, cô là ai? Mà nãy giờ tôi thấy cô có vẻ lo lắng cho con tôi, mà tôi chưa được biết cô vậy. Dạ thưa má, đây là Đào, người cứu nhất đời con về đường hai đều thẳng đó má. À Đào đây hả? Dạ, nếu không có cô ấy thì chắc con cũng không gặp mặt má đâu. Cô Đào, cô là con của bà chủ tiệm cầm đồ đấy phải không? Dạ thưa phải. Tuấn. Dạ. Má không cấm cản con việc chọn lựa vợ chồng, nhưng với cô này thì nhất định má không bằng lòng. Má, má có việc gì vậy má? Má tội nghiệp cho chúng con mà.
Có việc gì thì má nói cho con biết đi má. Má không hủ lậu trong việc con chọn lập gia đình. Nhưng mẹ của Đào mấy hôm trước có đến sỉ giả má và dùng những lời mà gia đình bà ấy là giàu có, nói rằng con định nhào vô quan cửa của gia đình bà. Bà ta còn nói thà bà giết con bà cho bà không gả cho một thằng tuổi sống lạc chợ có thành tích cướp giật như con. Trời ơi, con quỳ xuống đây xin lỗi bác. Nếu ba xót thương duyên phận con chờ thì xin chớ trách phiền mẹ con. Mẹ cháu bà là người nhẹ dạ cả tình, nên chẳng biết cần phần xin má vui lòng chấp thuận để chúng con được nên chồng nên vợ. Nếu phải xa nhau con xin ở vậy trọn đời. Má đây không hẹp lượng gì với các con, nhưng còn phần chị ở bên nhà má thấy khó quá. Nếu phải hạ mình vì các con á, để cho hai đứa thành vợ thành chồng á, má cũng chẳng ngại ngùng xấu hổ gì đâu. Anh Tuấn ơi, anh mau lánh mặt đi. Bọn thằng Sang nó hành hạ em vì cho rằng em còn thương anh mà không làm tiền cho nó, nên nó hành hạ em sao nông nổi này. Nó còn đòi kéo đến đây để thanh toán anh đó. Nhưng tôi nằm dương bệnh ở đây ai mà biết chứ. Em cũng không sợ, nhưng nó biết là anh đang điều trị trong nhà này. Xin cho em gọi lại tiếng anh thân thương như ngày nào chúng ta mới gặp. Vì lúc đó tâm hồn chúng ta không bận nhớ suy tính một âm mưu để hãm hại con người. Cuộc sống đã đẩy xô ta vào con đường cạm bẫy xa quá. Rồi vì lòng ham muốn địa vị bạc tiền, em đã đánh mất tình yêu của anh, trở thành trò lợi dụng để đến khi tình dứt xa thì bàn tay em có đã nhúng chàm. Em bị buộc, nếu không gài anh vô tù thì mẹ em sẽ bị chúng nó hại. Em cắn răng nuốt lệ là một hành động của loài cầm thú, chớ lòng dạ nào em nỡ hại cuộc đời anh. Sao anh hùng quá ha? Đến bây giờ mày mới biết ăn năn thì cũng muộn màng quá rồi. Mày đừng mong thoát khỏi tay tao. Chết hay sống, đối với tao bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Mày đừng hù dọa tao, tao không sợ đâu. Sống ở đất, mày giữ đám người này để chính tay tao gạch nát con khốn nạn này rồi tao sẽ tới khi nào đó. Ê, nhà của tao có hộ khẩu đàng hoàng, đâu phải là chùa quan hay miếu lệnh mà muốn làm gì thì làm. Tức, yên tâm đi, năm du này chưa sao thì mày yên chí. Sao hoàng đế, cuối cùng có người này muốn tìm mày nè. Bà nói bà quen với mày đó. Thôi không hề quen ai hết á, đừng có làm rộn. Mời bà chị vào đây. Ủa, kìa mẹ, mẹ đi đâu đây? Con ơi, mày lỡ nghe lời cái ông này nè, cái ông Sang này nè, nên mẹ làm bậy. Mai thôi mẹ giết người rồi đó con. Vậy vụ đâm anh Tuấn, mẹ mướn tên Sang đó làm à? Con ơi, mẹ hối hận lắm luôn con ơi. Thôi, dẹp tất cả đi. Không có quen ai hết, các người tránh ra. Nếu không muốn mình đổ máu, tránh ra. Nè, tránh gì? Tôi cho chú biết ở nhà chú nhận tôi một cây vàng rồi bây giờ không biết hả? Nè, thầy Năm dẫn tôi lên khai với công an hết rồi đó. Bây giờ công an đang chờ chú ngoài kia kìa. Sao mà lết? Tao đã bắt uy hiếp con Đào rồi, chôn lẽ. Này, các người hãy tránh ra.
để tôi đi thì cô này được an toàn. Bằng không, tôi sẽ giết cô này trước. Đánh ra! Cậu! Trời ơi, lại cậu mà! Cậu làm ơn thả gái tôi ra đi! Nè, tôi đưa thêm 2 cây vàng nữa được không? Đào! Đào chạy nhanh đi Đào! Chạy đi, có tôi ở đây nè! Đào chạy nhanh đi! Đi lẹ đi, chạy mau đi! Khốn nạn! Mày nói giáo cho kẻ thù hả? Chỉnh vô, chỉnh vô! Xe tôi bể cúp bánh rồi đó nghe! Chỉnh vô! Đây, chở công an tới nè! Ra hoàng đế! Gọi vàng phương! Anh đã bị bắt. Đó, phải chở công an tới cho mày rồi mày sang hoàng đế. Bây giờ mày thành sang hoàng cộng số 8 rồi đó. Đi đây mày, đá đít miệng cái cho mày nhớ hút củi này nè. Nè, đá mày đó. Xích luôn. Mày với tao sao cứ gặp nhau hoài vậy? Có duyên nợ gặp mà. Tất cả nghe tôi nói nè. Bây giờ á, tôi hối hận lắm rồi. Sẵn đây á, xin chị Xui với cậu Xui thứ lỗi cho những cái lời lẽ mà tôi lỗi lầm vừa qua đó, để cho hai đứa nhỏ nó được vui. Ủa, nói vậy là bây giờ bà chị không có đòi mà thảm lót đường nữa sao? Thôi mà cậu, thôi bỏ qua đi cậu. Xin cậu thương con mà bỏ qua nghe cậu, nghe cậu. Thôi sao được, thôi phải lo làm đám cưới chứ thôi hoài sao được. Đào ơi, sau khi anh lành bệnh rồi, mình sẽ cưới nhau nghe em. Yeah. Chờ anh mau bình phục.